Loại trái cây giúp giảm mỡ máu táo, dâu tây, nho và trái cây họ cam quýt chứa nhiều pectin giúp giảm mỡ máu, ngăn ngừa các bất ổn như ung thư, béo phì, nhiễm trùng đường ruột. Trên toàn cầu có khoảng 110 triệu nam giới và 80 triệu phụ nữ mắc bệnh tim mạch. Đây là căn bệnh cướp đi sinh mạng khoảng 9 triệu người mỗi năm, là nguyên nhân gây tử vong cao nhất. Cholesterol cao, vượt quá 200mg/dL là một trong những yếu tố nguy cơ chính của tình trạng trên. Cholesterol là một thành phần của mỡ máu đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các hoạt động của cơ thể. Nhưng khi lượng cholesterol trong máu cao sẽ làm lòng động mạch sơ cứng, hẹp dần và cản trở dòng máu di chuyển đến các cơ quan. Tình trạng này được gọi là sơ vữa động mạch, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tập thể dục thường xuyên, giảm căng thẳng và ít uống rượu có thể giữ cholesterol ở mức bình thường. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh cũng có tác dụng tốt. Theo đó, bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế tối đa loại chứa nhiều chất béo bão hòa natchi hoặc đường. Mặc dù trái cây có chứa đường tự nhiên nhưng không nhiều như ngũ cốc có đường hoặc bánh mì đóng gói. Theo Harvard Health Publishing, một số loại quả thực sự có thể mang lại lợi ích cho những người có lượng cholesterol cao, trái cây có lượng pectin cao. Pectin là gì? Được tìm thấy trong gần như tất cả thực vật, pectin là một chất hòa tan trong nước được chuyển đổi từ một chất không hòa tan là protopectin sản sinh khi trái cây chín. Hàm lượng pectin trong vỏ chanh, táo và cam là 0,5% đến 3,5%. Pectin được đánh giá có một số lợi ích sức khỏe bao gồm tăng cường chuyển hóa gluco, làm rỗng dạ dày, ngăn ngừa các bất ổn như ung thư, béo phì, nhiễm trùng đường ruột. Pectin đã được chứng minh giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid và mức cholesterol của cơ thể do khả năng tăng cường chất lượng fibrin đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Trong một nghiên cứu với hơn 20 tình nguyện viên, từng người ăn 15 giờ bánh quy giàu pectin mỗi ngày trong 21 ngày. Kết quả cho thấy mức cholesterol toàn phần của người tham gia ra giảm trung bình 5%. Các loại trái cây giàu pectin Vì những lý do trên, các chuyên gia khuyên những người có cholesterol cao nên cân nhắc việc kết hợp trái cây giàu pectin vào chế độ ăn uống. Cụ thể là táo, dâu tây, nho và trái cây họ cam quýt. Tất nhiên, theo Health Digest, trái cây không phải là nhóm thực phẩm duy nhất bạn nên nhắm tới khi cố gắng giảm cholesterol, đặc biệt là cholesterol LDL xấu ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cá béo và các loại đậu là những thực phẩm khác có thể hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh. Bạn nên chọn đậu bắp, cà tím, dầu hạt cải hoặc dầu hướng dương thay cho mỡ lợn hoặc bơ. Ngoài việc ăn uống lành mạnh, hãy nhớ dùng các loại thuốc điều trị cholesterol theo chỉ định. Bỏ hút thuốc và duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng hỗ trợ sức khỏe. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ lịch khám định kỳ. Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật, CDC, Mỹ khuyến cáo Đối với những người không có nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, có thể chỉ cần đo mức cholesterol sau 4 đến 6 năm. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho tất cả mọi người, vì vậy, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe bản